Nếu như ở miền Bắc hay chơi hoa đào vào dịp Tết, thì ở miền Nam lại có hoa mai đại diện. Cánh mai tượng trưng cho sự phồn thịnh ấm áp phía Nam. Ngày hôm nay chị em mình sẽ cùng nhau vẽ chậu hoa mai rực rỡ như này nhé. Đầu tiên chị vẽ một đường cong. Rồi nối hai đầu lại với nhau bằng một đường cong khác làm miệng của chậu cây. Sau đó chị vẽ hai đường cong hình chữ S đối xứng nhau ở hai bên chậu cây. Rồi chị nối hai đầu đường cong lại với nhau bằng một đường cong nhẹ. Chị tiếp tục vẽ một đường song song phía dưới. Phía trong miệng chậu, chị vẽ những nét nhọn nối tiếp nhau. Đây chính là rễ cây đó các em ạ. Rồi chị vẽ một đường lượn sóng từ dưới lên trên. Sau đó chị vẽ một nét giống như vậy từ trên xuống dưới. Nhưng các em lưu ý là mình vẽ ở trên bé rồi ở dưới to dần nhé. Phần thân dưới có vẻ chị vẽ hơi bị bé rồi, giờ chị sẽ vẽ thêm hai nét cho nó to thêm một chút nhé. Sau đó chị vẽ những đường cong hất ra từ dưới lên trên, so le với nhau và cũng có kích thước nhỏ dần. Tương tự, chị cũng vẽ những đường nối tiếp từ nhỏ đến to ở mỗi cành. Rồi ở mỗi cành, chị vẽ những cành nhỏ hơn cũng có kích thước nhỏ dần và nối tiếp nhau như thế này. Ở mỗi cành cây, chị vẽ một bông hoa 5 cánh. Cứ như vậy đến hết cây. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nhé.
chị sẽ lấy màu xanh lá cây, vẽ những chiếc lá xanh mơn mởn khắp thân cây. Chị dùng màu đỏ vẽ những chiếc lì xì tượng trưng rải rác khắp cây mai. Ta-da, một bức vẽ cây mai vàng đẹp long lanh đủ màu sắc các em nhỉ. Chúc các em có thật nhiều bức vẽ đẹp và luôn yêu quý Boom Boom TV trong năm 2021 nhé. Bây giờ thì xin chào và chúc mừng năm mới tất cả những ai đang xem video này và luôn đồng hành cùng Boom Boom trong thời gian qua.